Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Jay sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái món úp medium almond với lại xịt French ombre và trà chrome nhé. Hôm nay thì Jay cũng sẽ hướng dẫn lại cái cách trà chrome làm sao để cho bền ha, đặc biệt là trên món úp hay là món bột nè, hay là dip. Rồi ok, bây giờ mình vào luôn nha mọi người nha. Đây cho mọi người xem Jay sử dụng cái màu mực Idu Tenji màu vàng ở trong cái bộ Harmony Collection Airbrush ha, màu vàng như thế này nè, đó rất là tươi, dành cho mùa hè ha, rồi xuân với hè gì cũng được ha mọi người. Ok, nè đây cho là lấy tiếp ra sẵn hết rồi, hồi sáng này làm rớt một cái nó bị gãy cái răng, buồn ghê vậy đó. Ok, vào đây ha, đầu tiên là chia sẻ đẩy da trước cho mọi người, phần đẩy da, không đẩy da là đắp mà dán lên trên đó rồi xong rồi hỏi làm sao mà cái móng nó lột ngược ra ha. Rồi nó sẽ không bền ha. Và dĩ nhiên chơi cũng có sử dụng một cái màu beige ở dưới nữa. Thì làm xong chơi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sơn cái màu beige ở dưới ha. Để coi làm sao cho cái máy nó siết chặt vô. Nhiều khi các anh chị dặn máy á, mà dặn lộn chỗ cái từ từ cái trên nó bị lỏng á, là nó chạy sực 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 nha mấy anh chị. Ok, bây giờ mình sẽ đẩy da nha. Phần đẩy da rất là lẹ luôn, khoảng chừng mình làm khoảng chừng 5 tới 10 giây một ngón à. Dù như người nào mà cái phao tay người ta nhấc lên rồi mình đi qua dễ, còn nhiều người á hả, cái da tay của người ta nó còn dính trên mặt móng thì mình phải đi qua 2 hoặc 3 lần tùy theo cái độ dày. Đó thì nó có thể lên tới 10 giây một ngón. Chạy qua bên đây ha. Rồi, đẩy tiếp ngón giữa. Tay bạn này da nó hơi tràn bờ đê chút xíu thì mình phải chạy qua chừng 80 lần thôi chứ không có gì. Nhớ là chạy nằm cái đầu giũa lúc nào cũng phải song song xuống. Dù như mà mình chạy mà mình đứng nó lên á, mà mình thấy da nó không đi thì mình biết mình phải hạ nó xuống nha. Tập cái thói quen á, để cho mình nhớ hạ xuống mình có thể chạy được cái phần da chết. Đó, như cái này thì dễ, mình chạy qua một lần thôi. Bây giờ chơi sẽ đổi qua cái đầu đây mình, đầu talon ha. Đây, khi mình dặn mình nhớ mình dặn cái phần dưới đây thôi, đừng có dặn trên đây, dặn trên đây nhiều khi cái trên đây nó bị lỏng lỏng, cái chạy giật như nè, cái nó kêu á mấy anh chị. Những cái mà lỗi á thì làm tới đâu là chỉ nhắc tới đó cho mấy anh chị. Chạy đây hả là cố gắng nín thở, tại vì làm live không có mở cái máy lên nó ồn quá, rồi nói chuyện với anh chị không có nghe, cho nên nó là bụi nó bay trên đầu trên cổ đó. Da quá trời da, những cái phần da mà mắt thường mình không có thấy được á mấy anh chị, thì những cái đầu giũa, đầu heartbeat với đầu talent này có thể đẩy hết những cái phần da chết ở trên mặt móng nó ra, nó sạch sẽ thì tất cả các sản phẩm nó bám mới sạch ở trên, nó bán mới bền, bám bền ở trên mặt móng được ha. Nói nín thở, thiếu oxy lên trên não là không có suy nghĩ được, nói là hồi là nói sai. Giờ thở được rồi đó mọi người, trời trời cái máy bụi. Mọi người thấy thương mọi người kia chưa, làm live sợ mọi người không nghe được cho nên không có dám mở cái máy hút bụi luôn. Bây giờ cái phao tay người ta tròn trịa đẹp ghê chưa. Bây giờ mình sẽ đưa cái móng vô, mình đo cái móng nè, cái này ha, vừa nè. Đó, ok, ổn, để xuống đây. Kế tiếp mình coi, nó vừa không? Ok, vừa luôn nè ha. Vô là nó tròn đều đẹp nè mọi người. Rồi, kế tiếp coi. Tới ngang ngón này coi. Xuống đây chút xíu. Ok luôn ha, ổn luôn ha mọi người ha. Bên này coi, bên này cũng ổn nè, thấy ổn luôn nè. Đó, mình làm sao để cho nó thẳng. Đừng có gắn theo cái móng thay vì nó đi qua bên kia nha mọi người. Mình gắn sao cho nó thẳng như nè. Mình đưa vô ướm cho nó thẳng, cho cuticle nó đều, là nó đều ha. Rồi. Để nhẹ vô, nó vừa là nó vừa. Đây là cái ngón nè, cái ngón khủng khiếp. Đây cái ngón này mà đưa vô nè. Mọi người thấy cái cuticle của bạn này hơi ngang không? Hơi ngang ha. Bên đây mình để vô là nó bị hở bên đây. Nó bị hở bên đó thì sao? Mình chỉ cần để cái đầu giũa vô. Mình dạt ngang đầu nó là xong ha. Ngang ngược thì mình cũng phải ngang lại với nó. Đó, như thế này. Đó, những cái phần mà còn dư dư ở trên đây không sao hết, cứ lấy cái đầu giũa đẩy nó ra là nó rớt ra thôi. Còn không một lát nữa mình chạy máy á, mình làm sần ở dưới á,
nó cũng sẽ bay ra. Bây giờ nó vừa y nè, các anh chị thấy không? Mình không có nhét vô trong đây ha, mình không có nhét ở phía dưới. Mình chỉ cần để chạm nhẹ ha, đó vô trong cái đó là ok, cái phần da là ok thôi. Bây giờ là chơi sẽ sử dụng cái đầu sanding bit nhỏ ha, mini sanding bit nè. Ở đây nè, cái này gắn vô rất là dễ dàng, gắn vô rất là nhẹ nhàng luôn. Cái mà khác biệt giữa lại cái đầu mà có chất lượng cao với lại không không hay chất lượng kém á, là biết được mình rút ra như thế này là nó rất là nhẹ nhàng và nó êm, giống như là đút vô một cái nhựa silicone vậy đó, chứ không phải là nó sực 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 mà giật nắm hết ra nó cũng không ra nha. Ở đây thì chơi sẽ chạy nhẹ cái phần mặt ở trong chút xíu, chơi chạy máy rất là nhẹ luôn, mình không có cần phải chạy máy nhiều cao ha. Đó, mình chỉ cần làm nhám ở trong đây là ok. Cũng may mắn ha, cái móng tay bạn này ngắn nhưng mà cái phao tay nó cũng tròn đều, chỉ có con cái là mình phải giũa chút xíu thôi. Rồi xong, xinh đẹp tuyệt trần. Thì mình sẽ phủi phủi sơ cái phần bụi này ha, phủi lên cái bàn tay xinh xắn của mình luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cho số 1 với số 2 vô. Số 1 là gì mọi người? Đoán coi, số 1 là gì? Ai nói trúng thưởng nụ hôn. Số 1 là gì đây? Có anh chị nào trả lời được không? Bỏ cái comment vô cái coi. Không ai trả lời hết. Bây giờ mình bấm cái nút microphone đó, mình nói vô một cái cho nó lẹ đi. Số 1 là khử dầu nha mọi người. Anh Trương thì nó đúng rồi đó. Này, số 2 là gì đây mọi người? Chắc cũng anh Trương này trả lời, của anh Trương hay anh Trường gì đó. Có bộ anh Trường này cũng là món úp, cũng dữ dội, cũng thứ dữ trong nghề đó ha. Đó, cái chai số 2 là primer. Khử dầu đúng rồi. Chị Oanh thiệt là đúng là fan, fan cứng, fan cuồng, cuồng nhiệt. Biết luôn. Chứ hay nói cái chất khử dầu. Ok, bây giờ zoom ra chút xíu cho mọi người xem. Chị lấy cái đèn ha. Mình hơ. Đây nè, mọi người nhớ không? Mình để cái đèn, mình phải nghiêng cái đầu bên đây. Tại nãy làm tay bên kia, mình phải nghiêng bên kia. Bây giờ mình bẻ đầu nó bên đây, mình nghiêng bên đây nha mọi người. Sẽ treo ha. Hello chị Hướng Dương. Chị Hướng Dương hay là Hướng Dương hay Hường Dương gì đó. Nếu mà đọc sai tên thì chị bỏ qua giùm. Chứ bây giờ viết tên không có dấu. Được thưởng nụ hôn, trời trời, anh chị Tuyết cũng nhớ dài quá. Ta nói vậy thôi, vụ đàn ông ta bỏ qua đi. Tém tém lại một chút đi. 45 độ ngay chỗ kia đi còn cách nào, một cọng tóc, hạ xuống cái. Rồi đưa lên hơi đèn. Trời ơi, ngọt ngào như mía lùi. Dễ ăn tiền, dễ lụm lúa dữ rồi đó. Nhưng mà cũng phải có kỹ thuật nha. Đừng nói giỡn rồi xong rồi dễ rồi xong rồi khi dễ nha. Đây, đẹp tuyệt vời mọi người. Rồi cái ngón kế tiếp ha. Đó, mình hơn 10 giây. Treo builder ha, lát chơi bỏ cái lưng vô chơi. Chứ bây giờ đang làm ấm ướp mà hỏi treo builder ngang luôn á. Sao cái chị đó cũng có duyên dữ ha. Nó giỡn chứ. Lát nữa chơi đưa cái lưng cho. Và bấm nút nè. Đó, đưa ra cuticle ha. Đó, đừng có đẩy lên thôi. Đè xuống. Đó, đưa thẳng xuống treo nó tràn ra thế đầu móng nè. Mình đưa lên mình hơi đèn thôi. Thẳng chắc luôn á. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ qua cái ngón kế. Mình cũng chét treo lên trên trên cái mặt trong nè. Mình vét nó vô. Đó. Bây giờ mình sẽ ịn lên. Ịn lên nè mọi người. 45 độ đè mạnh xuống. You press the button for me. Nhưng đang làm nó chừng tắt. À, cái đèn hết pin. Hết pin vui quá. Thì là vui, không sao hết. Có cộng dây điện ở đây sẵn. Đây nè, đây cộng dây điện ta chuẩn bị sẵn hết trơn chứ. Đâu có giỡn mặt chứ chế được. Đó, bây giờ mình sẽ làm lại mọi người. Mình làm lộn, mình làm lại thôi. Đó, ụp vô. Đưa xuống, tràn lên chế trên đầu móng. Đưa vô hơi đèn. Anh chị nào đang làm gì vụ móng ấp cho xin ý kiến coi. Các anh chị có cái vấn đề gì khi mà dán móng úp nè,
có cái vấn đề nan giải gì có cần giải quyết không thì chúng ta hỏi để chúng ta cùng nhau giải quyết một lần đi. Hầu như lần live lần nào chứ cũng có những cái câu hỏi xem móng úp review được không, móng úp phải tháo ra làm sao, rồi móng úp có bền không này kia rồi đó. Anh chị nào cứ hỏi đi, rồi xong rồi ví dụ như trả lời, ví dụ không thấy thì một lát cũng quay lại nhắn tin vô cái comment, tại vì mình làm live mình trả lời ai mình nhớ chứ. Ai trả lời rồi thì sẽ không có ghi trả lời nữa. Ai chưa trả lời chứ quay lại chứ cũng bỏ cái comment vô trong đó cho các anh chị. Cái đèn này á hả, nếu mà mua cái bundle là được free cái đèn nha. Cái bundle có 350 đô thôi mà được 10 hộp tiếp. Với hai cái hộp dài 4 1 2 3 4 nè. Đó, tặng thêm cái đèn. Rồi còn cái đèn không á, hai cái là 100 đồng. Còn một cái là như là 65 đồng. Đó, hình như đoán giá cũng đúng dữ lắm á. Rồi, đưa lên. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ... Vậy các anh chị thấy cái phần nó dư dư chút xíu đúng không? Bóng ngắn mình làm hơi lố cái gì. Một là mình dỡ ra. Hai là mình lấy cái phần alcohol hay acetone gì đó. Mình chùi sơ phía dưới. Tại mình làm đèn vậy nó cũng chưa có khô đâu mọi người. Mình vẫn chùi được ha. Rồi, có refill được nha. Mình refill dù như móng clear, bộ clear này. Bộ tay rất là thẳng thớm luôn, rất là đẹp. Đẹp gái không? Cái ngón người ta méo mình cũng phải làm ra thẳng nha mọi người nha. Giờ đưa vô đèn hơn 60 giây nữa. Ok, mở cái đèn này lên. Bấm 60 giây gõ gàng nè ha, 60 giây rồi. Bấm này refill được nha. Ví dụ như mình muốn refill á, những khách tới mà refill được một lần với móng clear đi ha, thì mình nếu mà refill bằng cái chai số 3 này thì refill được một lần thôi nha. Dù 2 tuần hay 3 tuần mình refill được một lần thôi. Tại vì nó cái độ bền á, nó cho móng fill á nó không có bền bằng giống như là nếu mình fill bằng structure base gel clear ở trong hũ á, hay là bằng builder gel hay là tháp gel. Đó, cho nên là mình feel mình phải biết là ok khách đó họ tới ví dụ như là họ muốn làm bộ mới, mình không có muốn tháo bộ mới mỗi một lần thì mình cắt một lần, mình feel một lần xong mình tháo một lần, feel một lần mình tháo một lần cũng được, cũng tùy theo cái mình và cũng tùy theo cái nhu cầu của người khách ha. Nhưng mà feel được nha các anh chị, nếu mà clear là feel được số 3 này. Còn muốn mà feel lâu dài thì feel bằng structure base, builder gel hoặc là tháp gel nha. Công ty không có đi show ở New York tuần tới nha anh Thu này, rất là tiếc, hy vọng trong năm tới nữa có thể đi. Bộ này chỉ cần nhấn nhấn và đè hả chị, đúng rồi chị Phương. Đây mình hướng dẫn cho, thí dụ như và cái tip đi ha, cái ngón này đi, hướng dẫn lại cho chị coi, giả bộ lấy một cái tip khác đi ha. Đó, mình chỉ cần nè cái chỗ da ở đây đúng không, cái chỗ da ở đây cái gì mình đừng có nhét vô trong đó, đừng có nhét vô, mình chỉ cần đặt chạm nhẹ ngay cái chỗ da thôi, đặt 45 độ này, chạm nhẹ ngay đó, bắt đầu mình đè xuống ngay đó, thấy không, thấy không, thấy cái phần màu hồng nó chuyển thành màu trắng không, cái chỗ cuticle nè 45 độ ha, mình đè xuống, mình hạ xuống nó ra tới cái đầu móng là ok ha. Đừng có dùng như đừng đừng có đặt từ trên xuống, đừng có đặt từ dưới đẩy lên, cũng đừng có đặt tới đây xong cái mình đè mạnh tới đầu móng á, cái đằng sau móng nó hở lên vậy ha. Rồi các anh chị hiểu rồi đó. Bây giờ chia sẻ có bóng màu luôn. Hiện tại có nhiều bóng màu dữ lắm. Có medium almond có 5 màu và medium coffin 5 màu. Rồi lon lon coffin. Lon coffin là có 13 màu lận, như lon coffin là cái này. Rất là nhiều màu, 13 màu ha. Bây giờ chị sẽ sử dụng cái đầu theo bit để chơi chạy cho cái chỗ cuticle cho nó lại xuống. Tiếng Mỹ mình gọi là siêu cái cuticle. Còn tiếng Việt là mình làm chạy cho nó nhìn như móng thật ha. Ừ. Mình chạy nè, các anh chị thấy nè ha. Nó nhẹ nhẹ mình đưa qua thôi. Cái chỗ nào mà tiếp xúc với lại cái móng thì mình cho nó nằm song song xuống. Đó, giống như là cái đầu dũa này á, mình 1/4 cái đầu dũa đó mình cho nó nằm song song với lại cái chỗ cái mé của cái cuticle á để mình chạy cho nó nằm sát xuống này, anh chị thấy không? Vậy thì nó mới mình sơn treo á, nó không có bị gồ lên. Nó nhẹ nhàng cái đầu này á hả, là các chị có thể vuốt bột được luôn. Mình siêu cái cuticle vuốt bột, các chị thấy chơi chạm như trong da luôn, mà nó cũng không có đau, không có nóng tay. Mà chạy rất là nhanh, chơi đang chạy tốc độ tới 12 lần. Ha, đưa vô, đó. Nay mà muốn siêu cuticle một bột á, các chị mà lỡ làm nó tràn trong nhiều quá, cái đầu này là ngon luôn, không bao giờ bị chảy máu.
bột hay dip hay là builder gel gì cũng xài cái đầu này được hết các anh chị. Thế nó chạy xuống nhìn nó tự nhiên, mình sơn treo nó không có bị gồ ghề lên đây, các anh chị thấy không, như là móng thiệt mọc ra vậy đó. Dù mình không có dũa thì các anh chị thấy nó còn phải khắc ở đây nè, thấy không, thì khi mình dũa xuống rồi nó sẽ hết nè, anh chị nhìn kỹ ha. Để cho nó song song nè, để cho nó đừng có tạo cái đường rãnh ở trên móng thiệt của người ta. Các anh chị chạy, các anh chị hay nhõng nhõng nó lên chạy nè, không, mình nằm song song xuống, mình dũa tới đâu mình song song tới đó, thấy không. Đó là tự nhiên nó lài xuống như thế này, rất là đẹp luôn. Cái móng của mình nhìn là không biết là nó không có lỗ hổng rồi đó. Cái ngón cái nữa nè các anh chị. Làm đây xong mà mình làm gì nữa anh chị hả? Thôi bây giờ không thưởng nụ hôn nữa đâu. Nói đúng, thưởng nụ hôn cái mấy anh nói đúng ngay mắt công. Cái lỡ vợ thì bạn gái coi live chung nữa cái mắt công phiền quá, thôi khỏi đi. Mình đổ qua cái khác đi. Ừ, ha, các anh chị thấy dáng úp là nó phải sát vô trong cái khóe mọc ra gì nè. Cái móng người ta có là móng chuông đi nữa, cái móng này cũng hơi chuông chuông nè ha. Cái này là Lan và Điệp người ta cũng muốn giật cái chuông này dữ lắm á, nhưng mà chưa có giật tới cho nên cái móng này nó chưa thành cái chuông ha. Đó, đại khái là mình phải dán làm sao cho nó sát nha, tới ngoài hai bên hông như này các anh chị. Chứ mình đừng có mà dán nửa 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 vời. Dù nhìn từ trên xuống dưới đây mình thấy ồ cái móng người ta đẹp quá, cái mình nhiều khi hai người cái móng người ta khách đó nó bị cong vô bên trong, cái mình không có lật cô bê mình đo cái móng là tự nhiên cái nó bị lòi ra liền. Nó mình dán làm sao nè cho nó sát mí, sát luôn ha các anh chị ha, nhớ nha, sát luôn nha, sát chẳng thà dư. Mình dũa chút xíu vậy nè đó, chứ đừng để nó thiếu, thiếu là mất công là nước vô rồi khách lấy tay nại nại mắc công là nó không có bền nha các anh chị nha. Mình úp là mình úp nguyên một con, úp sọt nguyên một con chứ đừng có mà úp nửa vời ha. Rồi đó, như chu đì nói lụm lúa thôi, đúng như vậy. Ồ, Phương, Phương Nguyễn, chị Phương hay là anh Phương cũng biết bóp phờ ha. Rồi đúng như vậy, tiệm anh Tony bây giờ làm 80%, trời, vậy là phải kết nối với anh Tony mới được, kết nối với anh Tony để cho anh Tony có thể mình học hỏi lẫn nhau, nó chia sẻ cái kỹ thuật làm móng úp cây. Anh Tony có muốn chơi vô cái nhóm làm support, nhóm support của móng thì ARX không? Để một lát nữa chị sẽ gửi link cho mấy anh chị nha, từng anh chị luôn, để chơi vô cái group đó. Mỗi lần mà chơi hay đi demo show á là có một tiếng đồng hồ dạy lớp á, dạy cách gắn móng úp nè, rồi gắn clear nè, gắn đắp ẩn design ở bên dưới, rồi xịt airbrush nữa. Chị có upload cái video lên trên đó là các anh chị nào á, vô đó coi cũng sẽ hiểu, tại vì trong một tiếng đồng hồ chị giải thích tường tận tất cả các bước luôn trong cái support group đó. Một lát nữa chị sẽ đưa cái link đó cho các anh chị. Facebook group thôi chứ không có gì hết trơn á, vô đó bấm cái kịch request là xong. Vô đó là coi ha, có những cái hình ảnh để mà làm marketing poster này kia, các anh chị muốn in về hỏi câu hỏi trực tiếp đó thì chị sẽ vô, chị sẽ trả lời trực tiếp cho các anh chị luôn. Comment trên video hay là nhắn tin gì đó là trên đó sẽ nói được chuyện trực tiếp với chơi ha. Rồi bây giờ để coi còn ai nói gì nữa muốn mua đầu dũa. Ok thôi nè, một lát nữa em sẽ đưa cho anh cái link mua đầu dũa Tailbit nha. Tailbit là cái đuôi á, bao nhiêu tiền và em và Tailbit. Rồi rồi, một lát nữa chơi sẽ đưa. Xin lỗi nha, chơi phải vừa làm mà vừa phải coi cái tin nhắn cho nên nó hơi lâu. Ok bây giờ mình sẽ sơn, chơi sẽ sơn cái màu Milky Way. Để cho coi lại cái, cho coi lại cái này, trời ơi nó đẹp quá nè mọi người. Nó ombre xịt airbrush xong rồi mình đánh cái chrome, mình đánh cái chrome white chrome lên ha. Cái mẫu này cũng đang thịnh dữ lắm nha các anh chị nha, cái mẫu này đang thịnh. Đây, chị sử dụng cái màu số 11 của Bamboo ở bên Zen Gel Polish nè, đó Milky Way. Phương, chị Phương em order anh chị nhiều sản phẩm rất tốt. Cảm ơn chị Phương đã ủng hộ. Cảm ơn tất cả những anh chị nào đang coi live và đã và đang mua sản phẩm của công ty, ủng hộ công ty. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Đó lý do tại sao nó là nguồn động lực cho chơi. Nên nói thiệt, mình không phải nói bậy bạ. Để cho chơi tiếp tục lên live để hướng dẫn cho các anh chị làm những cái kỹ thuật như thế này. Chẳng những chơi không mà tất cả các cô đội ngũ giáo viên từ bên Việt Nam qua tới bên Mỹ này, ai cũng cố gắng để lịch ra, xếp lịch để mà lên làm live cho các anh chị xem, chia sẻ những cái kỹ thuật như thế này. Sơn một lớp trước ha, rồi sơn lớp thứ hai sao.
anh chị nào muốn mua kỳ quay mà giống như là sữa, mà sữa pha loãng mà dù như bán mua 30.000 ly sữa mà bán có 5.000 bỏ đá vô quá trời đó, thì sơn một lớp ha. Còn anh chị nào mà thích uống sữa đậm đặc thì mình sơn hai lớp. Đó, còn ai mua cà phê sữa đá thì thôi lấy màu đen sơn luôn, chứ bây giờ cũng không có cái màu nào nó giống vậy hết. Nó chơi thôi, chứ cà phê sữa đá là mình là lấy cái bộ Hand in Hand Collection ra mình sơn. Mắc gì? Sao mà dễ dụ quá. Ai nói gì cũng tin ấy. Làm người đừng dễ dụ như thế. Đó, sơn. Mắc cười, mấy người khách này cũng phải xin phép người ta, rồi mình nói là ok mình phải giải thích rõ ràng, mình nên live mình nói tiếng Việt nha mọi người. Đó, mình nói tiếng Việt cái sao mà cái khách ok ok miệng móng tay đẹp thôi. Mình phải làm cái tay kia nói dữ lắm. Hứa luôn, nói với khách rất là dữ nhưng mà tay này lên live là kêu im giùm cái, kêu bà khách im lặng, đừng nhúc nhích, giữ nguyên hiện trường để cho dây làm. Rồi ôi một lớp không mà nó đẹp. Nó đẹp rạng ngời, nó sang chảnh, nó quý phái dễ sợ luôn á. Rất là thích hợp với dáng của em. Ok, in the light for me. Hơn 30 giây tròn nhỏ. Cái màu này của Zen Mirror Gel Polish, màu số 11, Bamboo. Chị thích đưa sản phẩm này vào tiệm làm cho khách mà chủ không cho buồn thì trời ơi, dị quanh sao buồn quá vậy. Rồi, nhưng quanh dọn qua bên đây đi. Tiệm bên đây thăm bà đang cần ngừ nè. Hôm qua đây mình làm, tha hồ làm cái này mỗi ngày không mệt mỏi. Màu trắng này đẹp ghê ha, xuất thần luôn á. Ok nè, à, nãy có anh chị nào hỏi cái màu này, chơi đưa hình cho coi ha. Nó nguyên một dòng luôn đi. Bây giờ Zen Builder Gel có luôn 24 màu, tất cả cái màu sữa sữa dễ thương lắm, từ màu hồng cho tới màu nude, màu kim tuyến ha, có đầy đủ hết nha các anh chị. Nó sơn hai lớp nè, trời ơi con bé nó đẹp, nó đẹp gì đẹp dữ vậy mấy anh chị. Cái bộ này các anh chị biết là chơi lấy bao nhiêu tiền không? Cái bộ móng thôi là 85 đồng gắn đó nha. Thì mình sơn treo thì mình cũng tính vô sơn treo luôn rồi, nhưng mà nó cũng là 85 đồng. Bây giờ bé sơn clear hay sơn treo nó cũng 85 đồng. Rồi xịt airbrush một lát nữa, ombre. À rồi hả, dở thêm chrome nữa nữa. Là cái bộ móng tay design là chơi lấy 80 đồng extra. Thì nói chung cái này là giá của chơi, tại vì chơi làm independent nó khác. Còn làm tiệm các anh chị có thể tùy theo giá, nhiều anh chị làm chrome có 20 đồng hay 30 đồng gì đó. Rồi xong rồi xịt airbrush thêm 20, 30 đồng, mà nhiều khi lấy extra 50 đồng design. Nhưng mà cũng có tiệm người ta lấy giá giống như chơi nha, chứ không phải là không. Đây giá cả mình không có nói mắc rẻ gì, tại vì mỗi người người ta có một cái chi phí riêng của tiệm, người ta muốn chạc như người ta chạc. Sao mình đâu trả bill người ta, sao mình hay nói ghê nha. Đó, này chia sẻ cho vui ha các anh chị ha. Rồi, refill phải làm sao? Rồi, một lát nữa chị sẽ đưa cái link để làm refill cho chị tham khảo. Refill cũng mọc ra, mình cũng đem tay của khách mình mài màu xuống, mình làm sạch cái phần móng nó mới mọc ra. Rồi mình bỏ số 1, số 2 lên nhưng cái phần móng mới mọc ra. Mình sử dụng chai số 3 hay là mình sử dụng tháp gel. Tháp gel là phải sơn bi sẽ nguyên mặt nha. Còn bay của tháp á, còn builder treo thì đó, mình muốn làm kiểu nào mình làm, miễn là treo thôi. Cái màu sữa quá đẹp nè. Ok, rồi bây giờ mình sẽ lấy cái máy xịt airbrush, hồi nãy xịt vào cái màu vàng ở trong đây không sạch sẽ, giờ mình sẽ xịt thêm một chắc cho hai giọt đi, hai giọt vô, một hai, rồi nó hơi đậm đặc hay các anh chị. Đó, mình sử dụng cái màu xịt airbrush này nó rất là đậm đặc, cho nên nó là các anh chị không cần phải tốn quá nhiều gel polish. Mấy anh chị nào mà bây giờ xịt airbrush mà mua cái súng mà bự vậy nè, rồi xong cái màu gel polish sẽ bỏ vô một lần xịt nó bỏ nửa hũ, rồi xong cái tới người khác người ta sơn cái hết màu, rồi hỏi làm sao supply nó phí quá, rồi bị chủ la. 2 3 4 ha, cho 4 giọt vô là ok. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ quẩy nó lên. Chúng ta quẩy nó lên, trộn đều nó lên. Bịt cái đầu súng lại nè các anh chị. Trắng sữa nhìn mê quá ha. Bịt cái đầu súng lại. Bấm cái thai này xuống trước. Đó, rồi bắt đầu mới kéo ngược ra như này ha. Các anh chị chú ý cái đồ điều khiển nè. Bấm xuống trước. Đó, kéo ngược lại nè, bấm xuống là nó chưa có ra. Bấm ngược lại là bắt đầu e nó sùi lên, nó sùi bọt mép lên như vậy là ok rồi mọi người.
bấm nhẹ nhẹ thôi. Máy này là bán nè chị, là mà làm la luôn mình bán luôn đó chị nha. Đó, có một set có đây, mua một set mua một màu á, cũng có một set màu, cũng có một máy, cũng có nguyên một cái hệ thống có luôn. Đây cho để cái khăn giấy dưới đây cho mọi người xem ha. Ở đây mình xịt nha, đây xịt nè, chia ra làm 45 để 45 độ ha, so với mặt móng. Chút xíu xịt mà bán thôi, có bán xếp một lát nữa chị sẽ gửi link cho các anh chị. Mở cái coi. Rồi bây giờ mình xịt ha. Chút xíu nha, nó bị kẹt cái gì ở đây. Dây điện nó vướng. Rồi bây giờ mà ấy vô. Nó vướng mình đâu có xịt được. Đó, bây giờ nó hết vướng rồi. Giờ mới xịt ra được nè. Bây giờ mình xịt cho cái màu nó ra trước ha các anh chị đó, cái màu nó ra rồi ha. Là mình cứ giữ như vậy. Rồi mình kéo thôi, mình xịt nó xuống ha, xong mình kéo cái tay ngược ra thôi ha. Đó, mình xịt lên ombre nè. Rồi, xịt cho đầu móng nó màu vàng ha. Rồi, giữ nó như vậy. Mình xịt qua bên đây. Acetone pha là... có nhiều người pha acetone thì người ta pha thôi. Nhưng mà cái đó là nó phí sản phẩm. Với lại xài acetone hoài lâu ngày, cái máy airbrush của mình nó sẽ bị sét ở bên trong á. Có nhiều người ta thích xài acetone nhưng mà có cái hại về sau, với lại khi mà xịt acetone nó bay lên rất là nhiều, và cái acetone nó dễ bốc hơi á, mình làm nó bay vô mũi mình nhanh hơn, mình hít vô lâu ngày cái phổi của mình á nó sẽ có vấn đề. Giờ ha, mình để 45 độ mình xịt lên trên. Ở khoảng chừng 60% móng là bắt đầu đi xuống từ từ, đậm dần về phía đầu móng nè. Ha. Nhẹ nhàng thôi, mình đừng có, mình làm từ từ không sao hết. Tại vì mình đừng có bấm một cái sẹt cái nó xì ra, cái nó xịt nó văng tùm lum. Cái thứ hai nữa là nó bay lên trên mặt của mình, cho nên mình nhẹ nhàng thôi các anh chị. Nhẹ nhàng và dịu êm. Rồi mình đậm cái đầu móng là ok ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chùi sơ cái phần lấy alcohol này ha. Cái máy mà lá chị sẽ đưa cái liền, đừng có dính vào trong đó cái chết. Giờ mình sẽ lấy cái này ha, lấy alcohol cái mình quấn lên cái đầu móng vậy nè. Ví dụ như mình có hơi hơi nó bị dơ dơ cái phần đầu móng á, mình chùi sơ như thế này qua thế này thôi. Đó, nhớ chùi cẩn thận từng ngón, đừng có đụng vô cái ngón kia, là một lát mình xịt lại mệt mỏi. Chùi xịt thôi cũng không có gì, nói vậy thôi nhưng mà mất công phải không. Như thế này là sạch sẽ nè các anh chị. Đó, xịt như thế này xong mình sẽ đưa vô đèn mình hơ 30 giây, bắt đầu mình sẽ bỏ cái chrome lên ha. Ở đây chị sử dụng quay chrome nè các anh chị. Trắng sữa bán lẻ cũng có, bán set cũng có nha. Nói chung là bây giờ tất cả sản phẩm của Zonal hình như là mua cái nào cũng mua lẻ được và cũng có set. Chơi sẽ sử dụng cái chai số 4 top coat để mà làm cái chrome. Cái top coat này làm chrome rất là bóng nha các anh chị. Mình hơ đèn á, mình hơ 4 ngón trước. Thì cái ngón cái thường nó bị nghiêng, nó bị khuất á. Mình làm cái ngón cái riêng. Giờ sẽ làm 4 ngón trước. Sau đó là mình hơ đèn ngón kia. Mình hơ đèn cỡ chừng 20 giây thôi ha các anh chị ha. Nước pha là nó có nước vừa pha vừa rửa luôn, là của nó, của cái hệ thống xịt airbrush này luôn ha, gọi là khí nha các anh chị đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ số 4 lên. Đây hướng dẫn các anh chị làm chrome làm sao cho nó bền ha, nó bóng nó bền. Nhiều khi các anh chị làm chrome á nó không có được bóng đúng không, giống như là bỏ lên như sơn base bỏ lên thì nó không có được bóng, nó bị đục đục.
Thì đây là cái top coat làm cho cái khôn nó bóng nè các anh chị. Mình sơn cho nó đều, cho nó đẹp ha. Đó, bóng ha. Không có một tì vết nha. Rồi, tiếp theo mình sơn cái ngón kế tiếp. Trời, nói vậy chứ các anh chị biết không, chrome này là không khéo ha, là nó không bóng và nó sẽ không bền, nhất là làm trên móng thiệt á. Là bây giờ đây là chị sẽ hướng dẫn với các anh chị làm sao để mình làm cho nó bền. Nhiều khi ha, qua 2-3 bữa hôm sau cái quay lại, ui ôi, cái miếng chrome, cái móng đằng móng, cái chrome ở đằng chrome ở đâu á. Nhiều khách giữ lại cầm lại cho mình, cho mắng vốn cho mình coi mình biết nữa, mắc cỡ muốn chết. Nhiều khi có khách mình đang làm ngồi đó mà khách đi vô cái xong đưa cái miếng nhà coi móng tôi nè, cái móng một bên rồi một bên nó hả là toàn là cái miếng chrome nó lột ra. Trời, mắc cỡ ghê lắm nha mấy anh chị. Mình hạn chế, mình hạn chế cái trường hợp đó nó xảy ra. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho an tâm một cái live hả, không có mất nhiều thời gian hết trơn, nhưng mà chỉ là chỉ cho tận tình nha các anh chị. Có nhiều anh chị vô thì nói là trời ơi, bà nội bà nói nhiều quá. Nó trời, không nói nhiều chứ, mình lên live bây giờ không nói nhiều, hướng dẫn cho người ta làm mà không nói chứ nói gì trời, sao mà khó khăn dữ quá. Ok, qua tới ngón mình đây ha, cái dính ở đây nè. Đó, cái gì mà nó dính đây là mình khó chịu liền. Không sao, nó nằm bên hông, lát nữa có gì lấy dũa dũa nó, trước sau gì cũng phải cần tới cái dũa. Muốn chrome bền là phải có cây dũa. Cây dũa là làm người bạn thân thiết đối với lại cái bộ môn chrome này luôn. Chà chrome ở bên Việt Nam là có cái vụ chà chanh giả tay. Ở đây thì mình có chà chrome giả tay nha mọi người. Lúc đó mình chà chrome vào bàn tay. Đó, bây giờ mình coi lại một lần nữa trước khi hơ đèn để coi nó có bong bóng ở trên mặt móng hay không. Đó, ok ha. Cái ngón này ok, ok hết nè. Rồi, bây giờ sẽ đưa vô đèn hơ 20 giây. Okay, in the light for me. Thì mình cùng đếm ha. Đó, 29, 28 nè, 27, 26, 25, 24, 26. À, cái chrome nó bóng như vậy mới đẹp nè các anh chị. Là cái chrome mà nó không bóng á, là không có đẹp nha. Rồi, 12, 11, 10. Ok, take it out for me. À, này, nghiêng qua mình làm cái ngón cái chút xíu. Nãy nó đưa nguyên bàn vô thì chắc đưa ngón cái thêm 5 giây nữa. Ok, take it out for me. Rồi, bắt đầu bây giờ mình vô mình chà đường nhôm này, mình chà chrome chứ. Mình để ha, là lấy luôn bao tay đi, sẽ chậm xung quanh nó trước cái đã. Cho nó dính chrome lên cái đã. Nhớ là khi mình làm chrome nó có rất là nhiều cái yếu tố mình phải để ý. Thứ nhất là mình phải sơn top coat cho nó đều hết mặt móng, không bị loang lỗ, chứ khi bỏ vô đèn phải coi lại lần nữa. Cái thứ hai á là khi mà đưa vô đèn, cái ngón tay của người ta nó phải, nó không có sát vô trong đèn quá, và nó cũng không có đi xa quá ha. Thì như vậy á, cái chrome, cái đèn á, nó mới đều được. Đó, rồi bây giờ mình lấy cái bao tay kế tiếp, nãy chỉ chậm chrome ngón giữa, giờ lấy bên đây đó, mình chà lên nó bóng như sợ nè các anh chị ha, rất là bóng. Các anh chị càng chà thì nó càng bóng nè, thấy chưa, bóng thiệt là bóng luôn. Cái lấy này mình chà tiếp. Chà xong á, xài cái bao tay mình chà chrome xong mình dục, khỏi cần xài cái sponge. Cái sponge nhiều khi mình cầm mình cũng đau tay, nhiều khi nó cũng không có đẹp bằng ngón tay vậy nè. Ok nè, mình chà nè. Bóng ghê chưa các anh chị. Rồi cái bước kế tiếp mà ha, mình chà cho đẹp xong rồi ha, làm sao cho nó bền. Mình làm chrome làm sao cho nó bền. Là kế tiếp đây, đậy cái hũ chrome này lại cái đã. Mình lấy cái cây dũa nè các anh chị, mình dũa ở rìa xung quanh. Dũa nó, dù như là đặc biệt, cái này là cái móng úp thì mình không nói đi ha. Móng úp á, thì làm cái kỹ thuật này chắc chắn cái chrome nó sẽ bền. Nhưng mà các anh chị làm cái móng thiệt thì sao? Dũa phía dưới đó nè. Đó. Khi mà các anh chị làm trên móng thiệt, thí dụ như cái này là móng thiệt của người ta đi. Cái móng thiệt nó sẽ có cái độ flexible hơn, nó độ dẻo hơn. Thì cái chrome á, nó sẽ bị dễ bị chóc hơn với cái đầu móng. Thì mình sẽ làm cái bước này hai lần. Mình vẫn chà, mình vẫn dũa như thế này ha. Mình vẫn dũa nó. Sau đó cái bước kế tiếp, một á, là các anh chị sử dụng hai cái lớp top coat luôn để mình bao phủ lại. Hai á, cái bước thứ hai, cái cách thứ hai á, là đang giải thích cho móng thiệt nha. Cái cách thứ hai á là mình sơn, mình dũa xong phải không?
mình phủ bụi xong mình sơn một lớp mỏng clear của structure bay gel hoặc là builder gel để mình seal tất cả cái mặt móng lại. Sau đó cái lớp thứ hai mình hơi đèn xong, cái lớp thứ hai mình bỏ top coat, no white top coat lên. Là hai cái đó là bảo đảm, hai cái cách đó là bảo đảm là cái móng thiệt á nó sẽ không bao giờ bị chóc chrome nha các anh chị. Không bao giờ bị chóc chrome luôn. Còn cái móng này á, mình chỉ cần cái bước này xong và mình sơn một lớp top coat lên là được nha. Đây nãy giờ chơi mới giải thích là vừa móng thiệt hai cách và cái móng úp hay là bột thì mình chỉ cần làm một lớp và theo cái cách là chơi đang làm ở đây là được. Còn móng thiệt là mình phải làm hai lớp, một á, là hai lớp top không, hai á, là một lớp builder gel và một lớp top ha. Nhớ chưa các anh chị, nhớ chưa? Nhắc lại coi, anh chị nào nhớ nhắc lại bài coi, ôm lại bài. Giờ bỏ cái top coat lên nữa nè, mình chỉ cần bỏ top coat này. Khi bỏ top coat cái lớp này, các anh chị cũng phải nhớ dùm phủi xuống trước, phủi xuống hết cả cái chrome nha. Phủi cho nó càng sạch chrome ở trên mặt móng càng tốt, để cho anh chị, để cho cái top coat của mình nó được sạch sẽ. Còn anh chị nào sang sang thì làm một chai top coat cho chrome, còn một chai kia thì cho màu thường. Đó, bắt đầu mình sẽ sơn nha các anh chị nha. Mình sơn cho kỹ, nhớ mình bao hết tất cả các mặt móng. Mình sơn cho kỹ vô. Sau đó mình sẽ đi ở phía dưới nè các anh chị, lấy cái này. Mình đi ở phía dưới mình bao phủ lại cái đầu móng luôn. Bao lại, bao cái đầu móng lại. Đó, như vậy là xong. Một lát nữa mình chỉ cần hơi đèn thôi. Tại mình vũa phần ngoài đây là nó đã nhám rồi. Thì dán cái sơn cái gel lên là nó sẽ bám chắc luôn. Không có cỡ nào mà xúc ra được hết. Rồi. Đó, sơn mặt móng xong cái gì? Nhớ nha. Mình đưa xuống dưới. Mình lận xung quanh cái đầu móng nha các anh chị. Đó, cái kỹ thuật chrome nè. Làm sao cho nó bền. Chà trên mặt móng trước. Nhớ là đi kỹ thì kỹ vô. Anh chị nhớ chưa? Cần chay nhắc lại không? Anh chị nào muốn nhắc lại cái phần làm chrome cho nó bền ở trên móng thường, ở trên móng natural nails, gel manicure và móng úp, móng bột thì nói lại, nói ok, chay sẽ giải thích lại một lần nữa cho các anh chị. Còn anh chị đã nắm rồi thì thôi. Đó. Chrome này á hả? Bóng cái top coat này hả, là xài chrome là ngon lành lắm các anh chị. Cho nên là các anh chị muốn mà làm cho chrome bóng, mua cái top coat này vậy. Cái số 4, 20 giây thôi, hơi 20 giây mình chà chrome. Mà hơi 4 ngón trước, rồi cái ngón cái mình hơi riêng. Đó, còn nếu như đã lỡ đưa ngón cái vô hơi luôn thì ngón cái mình đưa riêng ra mình cho thêm 5 giây. Bắt đầu mình chà chrome nó rất là đẹp, nó rất là bóng như thế này nè các anh chị. Bóng tuyệt vời luôn. Không có bị, nó không có bị mờ. Đó, và treo như thế này sẽ, cái chrome này nó rất là bám luôn. Nhưng mình quay lại một lần nữa mình coi coi nó có bị loang lỗ hay chỗ nào hay không. Nó bóng rồi thì mình mới đưa vô đèn. Mình hơi đèn ha các anh chị ha. Rồi, không có một cái vết loang lỗ nào hết. Ok, ta lại qua mình. Đó, bây giờ mình đưa vô hơi 30 giây vậy là xong. Nó hoàn thành cái bộ móng rồi đó các anh chị. Rất là dễ luôn, xịt airbrush nè ha. Và làm chrome nữa bây giờ. Các anh chị mà làm được á, cái mẫu này á, mình xịt airbrush. À, mình xịt ombre hai ba màu cũng được. Các anh chị muốn làm cái màu giống như kiểu mặt trời lặn hay là mặt trời mọc á, mình cứ xịt ombre 3 tầng, 2 tầng gì đó tùy theo ha. Là các anh chị có thể chà chrome được. Còn không, các anh chị cứ làm những cái màu như là màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu xanh lá cây vậy đó, thì mình chà chrome lên hết mặt móng cái white chrome này. Cái white chrome này á, nói chung là chrome mùa hè rất là chạy luôn. Các anh chị phải nắm vững cái kỹ thuật này, master cái skill ha. Làm chắc chắn cái nào bước nào hay bước đó là một cái mình chrome thôi là mình tới nguyên mùa hè luôn. Ok, cảm ơn các anh chị nha. Hẹn gặp lại các anh chị bữa sau nha. Ok, cho mình cái tay. Đó, sau khi mình chà chrome xong là các anh chị, vậy là xong. Mình chỉ cần lấy alcohol, mình chùi xung quanh nè. Đây, xịt vô một cái.
mình chùi xung quanh cái này là xong. Có nhiều anh chị nói chà không sống ra, tại vì nhiều khi mình sơn thấp cốt, mình sơn lên da người ta làm sao mình chùi ra, thấy không? Ở đây nếu mình chùi nên là mình chỉ cần lấy alcohol mình chùi sơ là chrome nó sạch dễ sợ luôn. Có nha, mình có bán máy airbrush. Một lát nữa anh chị hỏi sản phẩm chay xe đưa cái link sản phẩm vô cho các anh chị nha. Nhỏ các anh chị thấy không, hỏi làm sao chrome chà không ra, tại vì các anh chị sơn thấp cốt lên trên da rồi. Lúc đó thì mình phải cho khách đi chà tay lấy bằng chải nè, rồi lấy chanh, rồi phải có chanh sẵn ở là tiệm đi ha, với lại xà bông rửa chén thì mới chà được cái phần chrome đó. Rồi xong đó mình mới tháo được cái phần top coat mà dính lên da. Quá đẹp ha các anh chị ha, rất là đẹp luôn, và nó sẽ không có bị sừ sừ và bảo đảm cái chrome nó sẽ bền. Rồi xin chào tạm biệt các anh chị thiệt nha, lần này là bye thiệt đó, bye bye.